Yes, chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đi xuống ngoại. Và trước khi đi xuống ngoại thì mình sẽ bà ngoại có nhờ cho mình là đi sửa cái radio cho ngoại. Thì cả nhà thấy cái radio này là radio tình yêu của ngoại đúng không? Đây, đó. Thì bà ngoại mới nói là nó không có hét được. Thì ngoài mới nói là mình ra đây mày kiếm mình sửa, nhưng mà cái này mình đi sửa người ta nói có cũ quá rồi, ốc mày mất rồi, người ta kêu mua cái radio mới. Thì ngoài có các cái mới rồi nhưng mà ngoài xài không được, ngoài xài sao mà kêu anh Chinh đi sửa. Mà anh Chinh đi sửa á thì lại tiệm người ta nói có hư đâu mà sửa, tại vì ngoài không có biết, tại vì ngoài xài là cái nút dặn nhầy, còn mà của người khác của ngoài được tặng á thì nó chỉnh gì đó, chỉnh gì tới đây ngoài không biết. Thì thế là ngoại kêu mình về, mình đi sửa không được thì mình dạng như là mình muốn tìm tòi cái máy như thế nào thì mình cầm thế nào không biết, mình sửa sao nó gan vậy ha. Nhưng mà nó vẫn còn chạy tốt cả nhà, nó vẫn còn chạy tốt. Thì cái radio này á, cái mình sửa sao nó có như vậy này nè, đó, nó có cái kim dặn, nó dặn sao mình dặn ra mỗi đứa một nơi. Đây mình sửa nó ra mỗi người một nơi đó. Đó. Bây giờ á là mình nó tóm lại là mình sửa lò quái liquid luôn á. À, bây giờ là mình bắt cho cả nhà xem nha, cái công dụng của cái máy này nó hay đó, là cái là mình bắt lên ha, nghe thấy không, đó là cái nhà nó e phải không đó, mình phải chỉnh bắt hướng gió của nó, cái bình hướng sóng của nó. Thấy chưa? Người ta dặn cần cậu cọt vô lái xe. Nó tóm lại là mình phải để như vậy thì nó có mau, nhưng mình phải dặn là dặn như cái ngoại á nha. Nó ngoài dặn từ từ, âm thanh nó phải là mình phải già nghe cúng đài của nó. Nó ở ngoài phải dặn cục đó, không mình không có đâu, mình dặn cục này. Đây cái nhà. Trong khi nãy giờ mình miệt mài, mình đang suy nghĩ, mình không biết cái anten mình thay thế của bà ngoại ở đâu. Thì bây giờ là mình đã nhớ rồi, cái dàn âm ly mình có cái anten đó. Bây giờ mình chỉnh lớn với ngoại luôn là mình thay cái dây anten cho mà không biết nó bắt sóng được không đây nè. Radio là không? Bây giờ là mình sẽ đem xuống đây, rồi chị Diệu sẽ dùng thuốc để xịt cái xài nữa nha. Nó có sâu quá. Rồi mình sẽ xịt. Ở đây là đồ để mình vô cái nhà xem ngoại kìa. Đó đố kìa, 20 phút chúng ta là 500, cả trăm 30 phút. Mày coi. Ai? Chị nghe trai. Mẹ ai nằm đây mẹ? Cái bà ngoại. Con gà đưa lên nó nằm hả? Bệnh hả Trinh? Trinh nó bệnh hả ngoại? Ừ, nó sụn nữ, nó ngạt nữ. Trời ơi. Ngoại mua thuốc cho nó uống chưa? Uống Trinh một thuốc, nó uống. Trời qua là gì ngoại ngồi đó mà. Con ngủ gục rồi mới chạy à. Trời đất ơi, con ngủ gục luôn hả? Ghê đã cầm. Rồi. Xong chưa? Xong thì sao làm xong. Trời chú ăn cơm, trời ơi. Một cơm trái ngon. Xào xong chưa? Hả? Xào xong chưa? Có xào cũng ăn nó có xào vậy. Ủa không xào hả Trinh? Nó làm biến xào, khi nó xào nó làm biến không xào. Để lên mai xào. Trời ơi. Nó bị. Là vô tôi đâu chạy. Trời đất ơi, sao nó lên gần 20 lần đâm nó vô xuống giùm trời đất. Đi. Trời ơi. Cái ai vô mà dữ dằn lắm nha.
Nè, con gắn kem tên cho ngoại luôn nè, thấy chưa? À, dạ, con ngon hả chút hả? Nè, thấy ghê không? À, lắc cười. Làm sao mà có gì mà cho chị có đổ có hạt ở trên rồi bắt thì sao hạt thì sao ông nội tao hạt gì bà tưởng tượng như lái xe tải vậy đó. Ủa sao hết hạt rồi cậu? Trời đất ơi, ai biết tắt mở lại cái này là trời đất ơi, tắt mở lại không tắt rồi, chết mẹ hư rồi. Cậu bỏ vô. Ủa thì bỏ vô vỏ quải đi thôi chứ có ai mần gì nó. Trời là con nó vô giờ con lộ qua qua cái giếng nó mà hát vậy. Hát được. Đã con chỉnh mà. Nội tao cũng đổi cô khô. Tệ chết cái gì vậy? Bỏ vô quải thôi. Đó. Trời đất ơi, tại ngoại không biết sử dụng. Nè. Lãi suất từ 250 đến 365% một năm. Ban chuyên án được lực lượng công an tỉnh Quảng Bình xác lập để đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội đến địa bàn Quảng Bình. Cái giờ là do gì mà cái giết là phải quê học nè. Đã thời đại của thời đại 2021 là để vậy nè. Đây nè. Bây giờ ngoại muốn bắt không? Đó, ngoại bắt như bình thường ngoại bắt làm sao? À, rồi có biết bắt làm sao giờ đâu. Bình thường cái Maradio của ngoại bắt làm sao? Ông nội trao giờ trời đất. Mày bắt sao? Thương trong trời. Đó, không có dặn. Ngoại giờ mày không có dặn. Mày không có dặn. Mày chọt vô nữa. Mày chọt vô đây nè. Mày mò đây nè. Đó. Nè. Bỏ thùng rác mẹ nó mà làm ra. Ôi trời ơi, ai mà làm ra cho biết sao bắt làm sao. Nó là vậy đó, nó lên á, dặn qua được hư rồi. Dặn hồi đố nợ đó. Đáng rồi. Cái con này. Lên giờ vậy nè. Thế giới. Anh đừng bắt con này. Nó thấy không? Cao luôn rồi dữ không? Đó, đã nói rồi. 2021 là chị đó. Con á, con ngồi, người ta nói cái vô này cũ rồi, mua đi vô mới đi. Không ai sửa. Cái nó hồi để về con sửa. Trời đó, cái gì sửa? Đập dục của người ta. Không. Tháo ra cái cọng dây này nó không có ấy được. Gắp lại dư đồ. Ờ, chị em mày phá hoại tao cứ làm ăn gì kỳ cục. Gáp lại dư đồ lòng. Không. Thì nè ngoại thọc ngón tay vô cái cục tròn này nè, quay dặn thôi. Cục tròn này hả? Dạ. Cục tròn này hả? Ờ. Thọc nhẹ nhẹ thôi nha. Mở lên. Ngoại mở rồi thọc mới được. Ờ, rất là ngộ hả? Nào. Đó, rồi quay gà đi. Quay gà nhẹ nhẹ. Rồi cục cái này nè. Đó, rồi gà kéo. Đi vòng vòng. Y như bên quạt đó. Quá y như ngoài nhà đài đó. Lưu ý đi cẩn thận chậm, bật đèn và quan sát kỹ khi tới. Bác ai đài này cũng làm cái quạt trong dân nhà. Thì đó. Nè. nhưng mà hồi trước á mấy thằng kỹ sư nó chế là người mù đi đem ông nội ra biết được đâu. Nè. Vĩnh Long coi. Không có, hồi trước mấy thằng kỹ sư nó chế bà dặn ở bên ngoài, sau này quý sửa lại phải thọt vô trong ruột nó quậy quậy mới hát. Đài nào á chị Vĩnh Long chỉ cần Vĩnh giờ này chưa có 5 giờ nè ngoài thấy dễ không? Con không chỉnh thôi mà con chỉnh là chính xác luôn. Thôi chị em mà xài vậy tao không xài đâu. Tao không chơi rồi. Nè, bắt lên vậy, lấy ngón tay mà để đây nè, mày gà. Đó, gà nhẹ. Bắt Trung Quốc vẫn quyết định tiếp tục. Gà nữa này nè. Này kia tới rồi thấy cái đang vô này rồi. Thôi họ nhắm mắt luôn cho họ mở đâu. Đâu đó thề con nhắm mắt luôn. Lại nhắm mắt. Trời đất ơi, vô này con nó sửa cho ngoại. Không có ai có. Trời đất ơi, rồi kiên bả gì của người ta đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, trời. Cái này nó bị mục rồi nè, nè hết keo rồi. Nó tàn là băng keo dán không à. Nó, bây giờ á. Thôi cho đem xuống tông nó sửa được. Trời ơi, rồi nó sửa, bây giờ lấy gì mà mày ngoại dặn. Hả? Cái gì ngoài dặn?
ở đây mẹ con viên đẹp như nó sửa dịch bà mẹ mẹ tao cái thiệt tình đây. Chín trời ơi, con nói cho ngoài biết nha, cái kem ten này là ở đâu không? Trong thùng lo 2 triệu mấy của con. Con lấy ra con đem ra con gắn cho cái kem ngoài. Chờ đến rồi. Thảo mới à, thảo mới thì đã 2021 mà. Thảo mới à. Trời ơi, ở nước Úc, nước Mỹ, nước mới giật viên đi về đây rồi làm à. Ở ngoài khu, trời ơi. Anh nó không chán ngon chứ ta. Thu cơm đâu rồi? Thu cơm đâu rồi? Đây. Thấy về phải không? Còn ơi, tao tậu cho anh này sạch thay khẽ, sạch cho dơ gì mà đem đây. Sạch sạch ngoài ngồi xuống đi. Tao đâu anh bên kia tao ngồi. Thôi ngồi đây đi. Đưa cho ngoài nguyên miếng này nè ngoài. Ăn cái nào? Ăn đâu có đất tay. Chim chim. Chút nhiều nhiều á. Ai biết đâu. Cái xá. Mình chán đâu ngoài? Chán ướt. Mình chán ướt. Tao. Nè đưa ngoài nguyên miếng nè. Trời đã có tội nghiệp quá thôi. Cho ta ăn toàn là giặc mà bà cho nhiều tiền quá. Rồi. Đó ăn. Rồi gọi đi 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 đâu. Anh ướt rồi anh ướt. Đây nè đây nè đây nè. Phải gọi đây nè. Bà ta còn ta không giận. Đây nè. Nè qua đây. Ơi ngồi đây ăn đi. Ăn tụi đây ngồi đâu ăn đó ngồi đây. Con thì ngồi đây nè chứ ngồi đâu ngồi nồi đi. Lá ngoài không ăn. Chút cơm chút nước ăn thật. Trời. Cẩn thận nè. Lãi gì hả? Lãi gì hả? Đây còn cá lóc nè. Chút cá lóc nè. Ăn đi. Thế cái ăn cậu đây, ta đem ra đây chi được rồi. Từ từ. Bạn chạy. Ngồi xuống đây ghế nè. Đâu? Đó. Chị đây không ăn cờ, đây cái bà đó không ăn nữa cờ. Thôi ăn lần này là lần trước nha. Không biết là không ăn nữa em. Rồi ạ. Rồi tước sau như một. Dịu con trái ăn con lời. Ăn người dụng gói, người đâm người gói ăn cây. Ăn người khinh kích vào ăn con dư. Có ngâm nơi, có ngâm mấy lên, không thiệt tình vậy. Rồi đó. Chinh không ăn hả Chinh? Nói quá là thật rồi. Chinh nóng ăn rồi ngoại rồi. Ngoài ăn cái gì ngoài? Ngoài ăn sạch tràn. Có lóc không ngoài? Có ăn có lóc nè. Đâu? Tức sao như mà đừng có khen nữa. Miếng nữa. Bà hủi có khen hoài. Miếng nữa thôi, miếng nữa thôi. Trời đất, cái nồi nhân ra một nồi quá đi. Bà ăn cái gì nhã nào để mà khen hoài. Ăn nó lo, ăn lo con tâm. Rồi như đó rồi, không chết nữa. Rồi, kỳ cục quá. Rồi, là cái mảnh nào để ăn. Đúng rồi. Đúng ai rồi. Ăn lẹ thì gà, ai ăn cầm mình thịt chung. Ăn cơm lên. Chuyện nhịn đó. Mà không làm cho ngoài nữa đâu, ngoài áo không biết cầm nè. Nó không ăn cầm. Ăn một miếng nữa rồi, ăn một miếng một miếng cầm. Ăn vô ỉa cho thôi. Thôi, hấp thôi chứ đâu có bỏ vô sao. Chị là không ăn, chị là chị chứ. Rồi qua chuyện không? Cái mỏi chỉ ai nhót nhát mà. Không nhận trong ngon quá ha. Canh nè ngoại. Bí vô ngoại. Bí vô cho ị. Bỏ nặng. Nó vậy mà nó được. Vậy mình mới nói em vừa ai đá gì mày. Ăn uống mà nó vậy ngoại. Con ra cô chủ. Ừ. Ngoại uống miếng canh nè, hấp miếng canh. Ngon, hấp ngon đấy. Hấp. Hấp cho nó trôi. Tin đừng bỏ thịt cho ngoại nữa nha. Thôi đừng bỏ nữa, tao ngon quá sao. Ăn từ từ thôi mà đừng có ăn nhiều. Mình. Ngoại ăn nhiều quá cái nó bị no hơi á. Rồi sao? Thở ra hả? Đói không phải không? Thở không nổi không? Đây nãy mình đói quá, mình vô mình ăn nhiều quá cái no á. Em phải ăn từ từ. Chấp chấp cái gà đâu hả? Bóp gà hả? Không nãy mà ăn rồi là ngoại ăn cho mẹ ăn chưa hả? Chấp 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 chấp
No quá rồi. No quá giờ làm sao? Ăn cục bí vô. Biết mà. Thôi là trời ơi. Nè, ngoại mới nói là mày ăn ông nội ngoại tao, tao con tao ăn chưa hết mày rồi đấy. Nó ăn đâu, nó ăn có miếng à. Ngoài con thêm trái rồi. Hai anh em mình ăn. Mẹ rồi cơm ăn hết rồi, còn gì nữa? Không, không có cơm chung với gần mấy hai anh nè, hai anh đâu. Thì có tôi cũng để cho Úc nó ăn. Chị Diệu ăn sao? Chị Diệu ăn sao? Cùng nào ăn. Để em dẹp ở trong cỏ đi. Chị Diệu ăn sao? Này, chị Diệu ăn liền nè. Còn tắm đây á, tắm đẳng. Lại có nước là tắm, không có nước gì à. Nước ngập lên tới loãng họng luôn á. Nó hỏi nó vô nhà lại kìa nè. Nguyên tắm luôn à. Đào đồng ti ti ca cà bè ba đan thai he lô he lô. Đâu mà cho tiêu nó chấp tay lại đây. Chấp tay lại nha con, chấp tay lại. Tao khai giả nè. Chấp tay lại á, chấp tay đàng hoàng. Lại. Lại. Lại lại luôn. Lại ông Táo, lại ông Táo đi, lại ông Táo. Lại. Lấy con gà cái, mi 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 mi, chúc 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 luôn. Lấy gà. Lại, lại, lại. Cái mày, cứ mày lại đàng hoàng, mấy ông làm được cái gà. Tao biết không lại lại. Lạc quang, ngồi dậy, ngồi lại lạc quang. Chắp tay lại. Vô tay, vô tay, vô tay, vô tay. Không, mẹ cũng ngoan chứ bộ. Lại. Lại. Nó lại mà lại làm cái gì? Ăn cơm no rồi làm biếng phải không? Ăn cơm no làm biếng phải không? Làm đúng rồi không? Rồi dặn rồi đi. Rồi dặn rồi. Rồi dặn rồi. Mà quýnh nó đau lắm. Gà nó mất con gà đâu mất. Gà đâu cái chân gà. Chúc 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 à. Chân gà lại nha. Chị kêu gà làm gì? Giỡn với con gà cười cho chứ. Nó cành anh. Ông con gà nó lên được nó đứng dưới đó cành anh. Nó thổi lên. Nó ngã lên nó đá cái gà. Rồi ngoài giờ chuẩn bị đi tắm nè. Tắm đi ngoài ơi. Ngoài tắm ở nhà đi, đừng tắm ngoài. Đâu em nói mẹ gà em nuôi. Tôi Diệu đây chuẩn bị bắn thuốc lên cây thì cây bị sâu quá cả nhà. Đó, dùng nhiều vô thạp nha cậu. Đậy lại. À, bên kia luôn, bên kia luôn, chứ nó trên luôn. Tại vì xịt cái cây này, tại vì cái cây của ngoại bị sâu. Sâu đục thân á cả nhà. Không à. Nhiều ngoại trời ơi, giờ cành anh nè. Lên mẹ phóng lên con, phóng lên cố đi. Ra cái giật cái gà thấy chưa? Giật cái đuôi gà xuống thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không hết chứ không. Phóng lên không? Đó, đó, đó. Đuổi gà ra sân luôn kìa. Ờ, đuổi gà đi đâu rồi? Lại đây, chứ cái gì nấu nữa. À, thương hết chứ cha. Ăn cơm thì tới giờ chưa rồi cha. Trời đất ơi. Thôi tắm rồi ăn cơm vô xong hả? Ờ, à, đang cắt bạc á, rượu đầm bạc dòng chưa hết, cách mẹ rồi.
ăn bữa cơm thì tới giờ chưa rồi, trời ơi. Đất ơi, thôi rồi luôn. Ăn mấy cái hồng. Hôm ăn đi bụng đầu ăn gì cái cha. Trời ơi. Hiểu được câu đó mà đâu có đâu đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cái gì đâu. Happy birthday. Ôi ye. Cái này cho bánh kem. Cho bánh kem. Dạ. Dẹp đừng lâu rồi. Chuyện chơi rồi. Cho cả nhà. Thì bây giờ là mình chuẩn bị mình về luôn. Thì bà ngoại đang coi hài ở dưới Trinh với Quyên ở đó. Thì hôm nay mình về sớm tại mình có công việc nữa. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Cái Biết Miền Tây và ủng hộ cho đó. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn và mình sẽ hẹn cả nhà vào clip sau. Thì mình với ngoại chị nói là dạng như hai bà cháu nói chuyện vui chơi, vui dạng như là giải trí để cho bà ngoại mỗi một ngày làm việc mệt rồi, và mình cũng quay clip lên để làm kỷ niệm cho ngoại sau này. Nếu mà có trăm tuổi già thì những clip đó sẽ là một cái kỷ niệm rất đáng quý để cho mình và mọi người để xem nha. Và mình hẹn cả nhà vào lúc sau. Bye bye, see you again.